Mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện, cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng, duy nhất tại điện thoại hay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kênh Công Nghệ, mình là Admin Kha đây. iPhone 12 ở thời điểm hiện tại giá nó quá rẻ các bạn à, đặc biệt đối với lại những cái chiếc máy cũ. Đối với lại iPhone thì thị trường máy cũ luôn luôn là một cái thị trường rất hot và được rất nhiều người quan tâm vì mức giá chênh lệch so với lại máy mới thường nó sẽ dao động tầm khoảng là từ 15-20% cơ. Ví dụ như là một cái chiếc iPhone 12 mới ở thời điểm hiện tại đang có mức giá dao động tầm khoảng là 16 triệu. Thì đối với lại máy cũ thì nó chỉ tầm khoảng đâu đó là 12 triệu rưỡi đến 13 triệu tùy vào phiên bản màu thôi, 12 triệu 8, đó cỡ đó. Thì chúng ta đã có thể sở hữu được một chiếc iPhone 12 rồi, chênh lệch rất là rõ ràng đúng không nào? Thì chính vì thế cho nên là nó mới hot. Và rõ ràng là khi mà chúng ta mua một cái chiếc iPhone cũ ở thời điểm hiện tại, cái vấn đề lớn nhất vẫn là nên lựa chọn những cái nơi uy tín và quan trọng là cũng phải biết xăm soi để làm sao đó mua được những cái chiếc máy iPhone 12 chất lượng ở thời điểm hiện tại. Và như chúng ta đã biết, đối với lại một cái chiếc iPhone thì cái giá trị sử dụng của nó rất là lâu dài. Nó sẽ kéo dài khoảng 5 năm hỗ trợ cập nhật phần mềm mới kể từ cái khoảng thời gian nó ra mắt. Như vậy, iPhone 12 là một cái chiếc máy được ra mắt vào năm cuối năm 2020 thì nó cũng phải đến cuối năm 2025 nó mới ngừng hỗ trợ cập nhật phần mềm. Đấy là gọi là tối thiểu đấy. Chứ còn bình thường thì nó có thể dài hơn tùy vào những cái phiên bản cập nhật iOS mới của Apple. Họ sẽ có những cái cách riêng mà họ tối ưu cũng như là họ lựa chọn những cái thiết bị sẽ được nâng cấp. Thì cũng chưa dừng lại ở đó, mặc dù là có thể hết hỗ trợ cập nhật phần mềm iOS mới, nhưng cái còn ở đây là gì? Cái còn ở đây đó chính là vẫn còn có thể là được cập nhật ứng dụng mới trong vòng là từ 2 đến 3 năm nữa. Và đến khi mà không cập nhật được phần mềm cho ứng dụng nữa thì các bạn vẫn có thể là sử dụng biết tè là nhè sau đó nữa với phiên bản ứng dụng cũ đó. Mặc dù không được cập nhật nhưng mà nó vẫn hỗ trợ chưa gọi là sử dụng bình thường. Đến bây giờ những cái chiếc máy như iPhone 4, iPhone 5 nó vẫn sử dụng biết tè là nhè mà vẫn xem YouTube, vẫn lướt Facebook bình thường, không có vấn đề gì cả. Nó vẫn chưa gọi là ngừng hỗ trợ cho cái chiếc máy của chúng ta. Nên thành ra là với một cái chiếc máy iPhone thì thử sử dụng nó lâu lắm. Đấy. Và cái quan trọng nhất là hệ điều hành iOS nó giúp cho một cái thiết bị iPhone luôn luôn ổn định và sử dụng lâu dài hơn. Chỉ riêng về khoảng đó thôi thì đừng có mà so thông số về những cái chiếc máy Android khác. Bây giờ nếu mà so về thông số thì iPhone nói trắng ra là nó chả có gì cả. Một cái màn hình bé 6.1 inch, rồi là một viên pin có dung lượng 2008. Phải thật luôn ấy. Rồi là gì? Màn hình 60Hz. Đấy. Trong khi người ta đã là 120Hz, 165Hz hết rồi, mình vẫn chỉ có 60Hz thôi. Thì lo gì nữa? Thì mà so sánh gì nữa, chưa kể là camera thì cũng chỉ có hai cảm biến thôi. Thì đó là những cái điểm mà mình muốn nhấn mạnh về một cái chiếc iPhone ở thời điểm hiện tại. Và đặc biệt như là cái chiếc iPhone 12 này, nó vẫn đáp ứng rất tốt hầu hết tất cả những cái nhu cầu của chúng ta. Từ thu âm, từ quay video, từ chơi game với con chip Apple A14 Bionic thì nó quá là mạnh mẽ rồi, không có gì mà để phàn nàn cả. Ở thời điểm hiện tại thì điểm yếu của một chiếc iPhone 12 như thế này thì chỉ là về phần pin thôi. Còn lại mọi thứ nó đều rất là tốt theo kiểu là toàn diện luôn đấy. Chỉ yếu mỗi phần pin thôi. Con này mà lên tới 3.500 thì nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà rõ ràng làm gì có, iPhone 13 Pro mình đang sử dụng kia cũng chỉ có 3.100 nè. Dùng thì cũng chỉ gọi là tạm ổn đủ trong vòng một ngày nếu như mà không dùng những cái tác vụ nặng thôi. Và đặc biệt khi mà các bạn sử dụng 4G thì nó xuống pin cực kỳ nhanh luôn. Làm gì thì làm, riêng cái phần tốn pin nhiều nhất ấy, ngoài cái tác vụ hardcore nóng máy ra là đó chính là về cái phần 4G. Đấy, thì đó là một trong những cái điều mà các bạn cần phải lưu ý khi mà sử dụng một cái chiếc iPhone như thế. Tốt nhất là khi cần ấy, thì hãy bật 4G lên, còn không ấy, thì nên tắt nó đi, sử dụng Wi-Fi thôi. Sử dụng Wi-Fi thì nó sẽ máy mát và nó đỡ tốn pin hơn rất nhiều. Đấy, đây là một cái chiếc máy mà thật sự rằng là đến bây giờ mình vẫn có cảm giác xao xuyến mặc dù là dùng iPhone 13 Pro rồi. Vì mức giá của nó quá tốt đi. Nếu mà so với lại 13 Pro của mình thì nó giá lên tới là gấp đôi cơ mà. Đây là mình đang so sánh theo cái tham chiếu là iPhone 13 Pro ấy. Thì mình cũng thấy rằng là cái sự chia lệch nó không quá là đáng kể. Phải chăng ở đây thì nó chỉ khác một tí về cái phần tần số quét. Animation trên iPhone 12 kể cả là 60Hz đi chăng nữa thì nó vẫn cho ra một cảm giác rất là mượt mà. Nó không có khựng lát gì cả. Kèm với đó thì phần mềm bây giờ thì iOS của iPhone 13 Pro như thế nào thì nó cũng như thế đấy. Nó không có bị thua kém gì cả. Nên thành ra là dùng iPhone thì là nó là cực kỳ thoải mái các bạn. Nó có một cái tính gọi là liên kết
về mặt trải nghiệm, kể cả khi các bạn xuống đời một cái iPhone thấp hơn đi chăng nữa thì các bạn vẫn có được những cái trải nghiệm gần như là same và tương đương. Về vấn đề tai thỏ thì riêng quan điểm cá nhân của mình thì mình chả có vấn đề gì với cái tai thỏ này. Mình vẫn sử dụng một cách nó rất là bình thường và đôi khi mình còn thấy nó tiện cơ. Bây giờ vừa mang kính vừa mang khẩu trang vẫn có thể mở được rồi mà. Tất nhiên là 10 lần thì nó cũng được là 7-8 lần. Đây là một cái xác suất mình thấy nó rất là ổn rồi. Và hầu hết là mình chưa bao giờ gặp phải cái vấn đề khó chịu tới mức mà kiểu không mở được cả. Đấy, việc mà mang khẩu trang, mang kính cùng một lúc mở được là một điểm mà thật sự rất là vi diệu của những thế hệ iPhone 12 và iPhone 13 đấy. Face ID này nó cũng được nâng cấp hàng năm, chứ không phải là nó chỉ là một cái gì đó chống chế của Apple muốn thể hiện cái sự khác biệt sau lại thế giới còn lại, khi mà thế giới còn lại quyết định là chọn vân tay đâu. Không phải đâu các bạn à. Face ID nó là một cái gì đó rất là đặc biệt, và thậm chí khi mà thanh toán ngân hàng cái thứ này kia nó cũng cực kỳ là yên tâm. Còn nói về cái khoảng chiếm màn hình thì nói chung là có, nhưng mà mình cũng chả để ý lắm. Về cái khoảng mà đã bước vào cái hệ sinh thái iPhone, tất nhiên là mình không có chống chế bằng cái việc là nếu như muốn xem phim thì mua một cái MacBook đi, đại loại thế đúng không nào. Nếu như mà chúng ta không có MacBook thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái chiếc máy này là để xem phim mà. Thì đối với mình, cái phần tai thỏ nó cũng không có gây cái sự chú ý hay là nó chiếm nhiều cái thông tin trên màn hình khiến cho mình cảm thấy khó chịu. Cái mức độ thẩm mỹ của cái phần tai thỏ này mình đánh giá nó ở một cái mức gọi là không xấu mà cũng chẳng đẹp. Đấy, mà như mình đã nói, mình chả có vấn đề về cái phần tai thỏ này. Và sử dụng iPhone luôn luôn ấy là cái logo quả táo này nó thật sự rất là đặc biệt so với lại những cái logo của những thương hiệu khác đúng không nào. Ngoài là một cái chiếc smartphone di động ra, nó còn là trang sức nữa. Đấy, thì tóm kết lại mình thấy rằng là nó có iOS, nó có được một cái hiệu năng cũng rất khủng ở thời điểm hiện tại, thậm chí là có 5G nữa. Những cái chiếc máy Android mà giá rẻ có 5G, mình thấy rằng là mặc dù có 5G, công nghệ tương lai cái thứ này kia ấy, nhưng mà cũng không biết rằng là liệu đến khi mà Việt Nam phủ sóng 5G ấy, thì những cái chiếc máy Android giá rẻ đó, những chiếc máy Android tầm 5-6 triệu đó, nó có còn được dùng hay không. Vì cơ bản là đôi khi là đợi mà công nghệ 5G được phủ sóng, máy đó nó lát, nó không còn hỗ trợ phần mềm hết rồi. Còn đối với lại iPhone thì chắc chắn là vẫn có thể là tận dụng được cái công nghệ 5G rồi, vì nó sử dụng rất lâu dài mà. Bây giờ tuổi thọ trung bình của một chiếc iPhone mình nghĩ rằng là nó đã được tiếp tục kéo dài thêm rồi. Thời iPhone 5 thì có thể là 7-8 năm, chứ còn bây giờ thì có thể là lên 10 năm rồi đấy. Tại vì hiệu năng bây giờ nó quá khủng khiếp đi mà. Đấy, hiệu năng và cái hỗ trợ cập nhật phần mềm đó là hai thứ song hành sẽ giúp cho một chiếc điện thoại có thể là sử dụng lâu dài nhất. Thì iPhone 12 có tắt các bạn à. Quá ngon đúng không nè. Vậy còn các bạn nghĩ sao về em này? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Nó còn có những cái điểm mạnh như là loa kép, rồi là về phần camera, thu âm, quay phim cái thứ này kia đều làm rất tốt cả. Và nó còn là một cái món đồ trang sức khi mà các bạn đi hội họp, gặp bạn bè cái thứ này kia thì nó cũng tự tin hơn. Còn nếu như những bạn nào mà sợ iPhone hoặc là ghét iPhone thì vẫn có thể là lựa chọn những cái chiếc máy Android. Đặc biệt là điện thoại hiện tại đang có rất nhiều những cái chiếc máy Android giá cực kỳ tốt. Đó, mà còn được bảo hành miễn phí, bao gồm nguồn màn hình vân tay trong vòng 12 tháng nữa các bạn nhé. Đến từ Realme, Xiaomi, IQ, Vivo, tấn tật tật, rất là nhiều thương hiệu. Đó, thì các bạn có thể là kích vào đường link để tham khảo nhé. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.